Hải Đăng phát xin chào bạn. Sau đây Hải Đăng phát xin giới thiệu các bạn cần Solander. Cần này dùng bánh ba tiêu đây bạn. Cần này chế sang bánh ba tiêu. Nút keo này phủ quấn chỉ phủ keo chống nứt đây bạn. Này đầu bánh ba tiêu này thì có một khoen này thôi. Khoen này là để quăng và thu dây thoát cước, đặc biệt là đá này lại đá dày nên nó tản nhiệt, nó đỡ sờn cước nó nhiều. Bây giờ bạn xem phần này bị gãy đốt, chế sang đánh ba, chế sang ba tiêu các bạn. Các bạn nào chơi hay chuyên dụng, cái này chuyên dụng đánh ba tiêu. Keo quấn chỉ phủ keo. Sulator rất cứng, cái này bạn đánh ba tiêu thì cứng. Đây, thu gọn cả đầu nó đây. Thu gọn là tầm 1m3, rút ra chiều dài là 3m2, cần rất cứng. Bát gà máy thấp để thích hợp cho các bạn đánh ba tiêu. Rồi đang giới thiệu cần chuyên dụng cho các bạn câu ba tiêu. Hải Đăng xin chào, hẹn gặp lại các bạn những sản phẩm tiếp theo của Hải Đăng Fishing.